Chào mừng các bạn đã đón xem phần tiếp theo của bộ truyện nhật ký trông trẻ cùng kẻ phản diện. Ở phần trước, vì lý do an toàn của cả gia đình nên bá tước Ken Treo đã hạ lệnh phong tỏa toàn dinh thự. Liệu anh có làm vậy mãi được hay không khi lũ trẻ đang ngày càng chán trường vì chỉ được vui chơi và học tập trong nhà? Các bạn hãy bấm like và đăng ký kênh để theo dõi bộ truyện này cũng như các phần chuyện khác nữa nhé. Giờ thì xem chuyện thôi nào. Mùa thu vội vã qua đi, nhường chỗ cho mùa đông lạnh giá cùng với những cơn mưa tuyết. Lúc này, Ellie và Brielle đang bận học bài, nhưng Mary đoán lũ trẻ rất mong ngóng được ra ngoài chơi. Thật vậy, tại thư phòng, cậu bé Brielle đang rất nôn nóng muốn rời khỏi đây. Nhưng bà Tước lại là người làm việc rất chỉn chu, anh yêu cầu lũ trẻ phải hoàn thành hết công việc của ngày hôm nay rồi mới được nghỉ ngơi. Đã trải qua một mùa kể từ khi xảy ra sự cố đó, nhưng việc tìm ra thủ phạm vẫn chưa có tiến triển gì. Vì vậy, ngài bá tước đã tham gia vào việc giảng dạy cho lũ trẻ, điều đó làm cho chúng rất nhiệt tình và hăng hái. Nói về Ellie, bà Tước rất khen ngợi về cô bé. Sẵn có sự thông minh và động lực trong mình, cô bé đang làm rất tốt để thực hiện ước mơ của bản thân. Thế nhưng Mary dường như vẫn lo lắng. Bà Tước thấy vậy liền hỏi Han, còn chuyện gì khiến cô bận tâm nữa sao? Mary thở dài, chỉ là, ngài đã bảo chúng tôi không được rời khỏi dinh thự, nên tôi đã yêu cầu ngài dạy lũ trẻ, ngài không những không thấy phiền hà mà còn làm rất chỉn chu nữa. Kenchel treo được cô khen ngợi thì hắng giọng rồi tỏ vẻ nghiêm túc. Nếu con bé muốn trở thành giáo viên thì phải nỗ lực đạt điểm số tốt ở kỳ thi cấp trường. Không phải sao, Mary cười tươi trước hành xử của anh ấy. Bỗng Brielle reo lên, cháu làm xong rồi. Ellie hơi ỉu xìu vì cô bé cũng đã xong nhưng chậm hơn một bước. Bà tước khen ngợi, chà, cả hai bạn đều làm bài tập xong rồi sao? Hai đứa trẻ đều nhìn anh với đôi mắt long lanh và mong chờ. Bà tước đành thở dài, thôi được rồi, hai đứa có thể ra ngoài chơi. Brielle reo lên, dây, thật là hạnh phúc quá đi. Mary không quên nhắc nhở hai đứa giữ ấm cẩn thận khi ra ngoài trời lạnh. Nhưng chưa nói hết câu, bọn chúng đã chạy đi mất tiêu làm cô có chút hụt hẫng. Bỗng Kenchel đặt tay lên vai cô rồi ngỏ ý, "Giờ đang là đầu mùa tuyết rơi, cô có muốn ra ngoài xem chút không?" Mary rạng rỡ đồng ý, "Được thôi." Bầu không khí giữa hai người có vẻ ngọt ngào, họ còn không để ý ông quản gia đang ăn cơm chó chấm mắm của hai người nữa. Ông ta đưa cho anh chiếc áo khoác rồi dặn dò, "Ba tước à, Bên ngoài lạnh đấy nên ngài hãy mặc nó nhé." Kenchel cầm lấy chiếc áo khoác và cảm ơn ông ta. Nhưng một giây sau, anh đã khoác nó lên người Mary. Cô tỏ ra bối rối, "A, à, ngài bá tước, cái này là của ngài mà." Kenchel đáp, dường như cô dễ bị cảm hơn ta đó. Mary thấy hơi lấn cấn vì anh chỉ mang mỗi chiếc áo này theo. Bỗng ông quản gia kính cẩn nói, "Tôi biết sẽ xảy ra chuyện này nên có mang theo cái khác phòng hờ ạ." Ngài bá tước rất hài lòng về người quản gia này còn Mary chỉ cảm thấy thật ngượng ngùng. Trên nền tuyết trắng in hình dấu giày bước đi. Bọn trẻ phấn khích nô đùa dưới trời tuyết tuyệt đẹp. Mary đưa tay chạm vào những bông tuyết rơi từ trên trời xuống mà lòng thầm cảm thán. Lần đầu tiên mình thấy tuyết kể từ khi tới thế giới này là lúc cậu chủ nhỏ còn được ấm trên tay và chưa thể đi lại. Giờ thì cậu ấy đã có thể chạy tung tăng dưới nền tuyết với vẻ hoạt bát và náo nhiệt. Và ngày bá tước, người trông có vẻ nghiêm nghị và khó tính, giờ đang sánh bước bên mình. Cô vô thức quay mặt sang chỗ ngài Bá tước khi đang nghĩ về anh, nhưng bất ngờ thay, Kenchel cũng đã nhìn cô đắm đuối từ bao giờ. Trái tim Mary bỗng trở nên loạn nhịp. Anh trông hơi do dự. Ta có điều muốn nói với cô. Mary thoáng đỏ mặt. Ngài Bá tước là người luôn đối xử tốt với gia đình cô, vì vậy trong thâm tâm cô đã có thêm những mong muốn với ngài ấy. Đột nhiên từ đằng sau có một cục tuyết lao tới. Theo phản xạ, Kenchel đã phát hiện ra mối nguy hiểm. Anh nhanh chóng đứng ra phía đó che chắn bảo vệ cho cô. Ở đằng này, có ai đó đang âm mưu phá bĩnh bầu không khí ngọt ngào giữa hai người họ. Brielle lên giọng thách thức, chú, cùng làm một trận chiến thôi nào, Ellie từ đằng sau đen mặt chạy tới. Cô bé lôi Brielle xình xịch ra chỗ khác và bắt cậu phải chơi với mình. Cả hai người lớn bên này đều thở dài. Kenchel treo đáp, chuyện đó để tới lần sau ta sẽ nói nhé. Marie gật đầu rạng rỡ, thưa vâng. Dù thế nào đi chăng nữa, mọi thứ cũng không cần vội vàng. Bởi điều quan trọng nhất đối với cô lúc này là được thấy lũ trẻ mạnh khỏe và an toàn. Buổi tối hôm đó, Marie đang chuẩn bị hậu trường cho buổi múa rối ban đêm. Brielle chưa bao giờ thấy những thứ này nên có chút tò mò. Có vẻ một người nào đó được đã mời đến để biểu diễn múa rối cho bọn họ. Brielle cảm thấy rất hưng phấn và mong chờ. Xin chào quý vị khán giả và các em nhỏ. Brielle reo lên, "A, à, chú, ngài bá tước đã hóa trang thành một anh kỵ sĩ để thực hiện buổi múa rối này." Nhớ lại hôm trước Ngài Bá Tước đã phát huy tài năng hội họa của mình để vẽ từng đồ vật phục vụ cho buổi biểu diễn múa rối. Ngài ấy rất đắn đo vì lũ trẻ có vẻ chán trường khi chỉ được chơi trong sân. Vì vậy Kenchel đã nghĩ ra buổi biểu diễn múa rối này. Trong vậy thôi chứ ước mơ hồi nhỏ của ta là được trở thành một nghệ sĩ có thể đi lưu diễn nay đây mai đó đấy. Marie nghĩ thầm, tác phẩm gốc chỉ đề cập Bá Tước là một Kenchel bí ẩn và không nói rõ thông tin về ngài ấy. Anh xị mặt, công việc đó không phù hợp với một người như ta sao? mario má đáp không ạ à. ý tôi là khi nhớ lại hôm ngày biểu diễn piano thì nghe có vẻ hợp lý đấy ạ à. giờ thì để tôi giúp ngài cắt hình ra nhé vậy ngài có thể dễ dàng chơi các nhạc cụ khác phải không ken treo thoải mái đáp tất nhiên là có rồi còn cô thì sao hôm trước cô nói không biết chơi piano là nói dối phải không Marie bỗng chột dạ a à, sao ngài biết chuyện đó vậy ạ à? anh nhìn cô dịu dàng đáp chuyện đó lộ rõ trên khuôn mặt của cô đó Marie ngại ngùng quay đi chả là nơi tôi sống trước đây có thể dễ dàng tiếp cận các nhạc cụ hơn và tôi cũng học nó ở trường nữa sau này nếu có cơ hội tôi sẽ đàn cho ngài nghe một số bản nhạc mà tôi đã học bà tước nhìn cô âu yếm được rồi cô hứa đó nhé buổi tối hôm đó ken treo đã biểu diễn múa rối cho lũ trẻ xem cả eli và Brielle đều rất hào hứng và ấn tượng với câu chuyện mà anh kể nếu bạn đeo hoa cho rồng điều ước của bạn sẽ trở thành hiện thực hãy giữ niềm hy vọng chàng kỵ sĩ hãy cầu nguyện cho những người mà bạn yêu thương, anh hùng. Sau buổi biểu diễn, lũ trẻ đã thấm mệt và đi vào giấc ngủ. Ông quản gia đã giúp Mary đưa cậu bé Brielle về phòng mình. Còn Ellie thì nhờ anh hộ vệ bế giúp, sau khi mọi người đều rời đi. Cả ngày ba tước và Marie đều rất vui mừng vì buổi biểu diễn đã diễn ra rất tốt đẹp. Mary cảm thán, quả nhiên cậu chủ nhỏ thực sự thích buổi múa rối đấy hạ, Ba tước bồi thêm, Brielle thích rồng nên ta đã chiều theo sở thích của thằng bé ở thế giới này có rồng thật không? có đó. ở thế giới của cô không có sao? Mary đáp: vâng, chúng chỉ là những sinh vật trong truyền thuyết thôi ạ. giống như phượng hoàng và bạch hổ vậy. Bá Tước mặt đầy dấu hỏi. Phượng Hoàng ư? Ta không hiểu cô nói gì nữa. Mary cười khoái chí. nó là như vậy đấy ạ. khi Mary định dọn dẹp sân khấu, Bá Tước đã ngăn cô lại. đợi đã, khoan hãng dọn chúng lại. Anh cầm thẻ kỹ sĩ trong tay rồi nói: ta vẫn còn một buổi diễn nữa. ngài Bá Tước hai má Mary bỗng hơi ửng đỏ, còn trái tim thì đập mạnh một nhịp. Ta đã làm nó một cách bí mật, Mary, cô không thấy chán khi ở mãi trong dinh thự sao. Rồi cuối cùng, Mary cũng đã chịu làm khán giả để thưởng thức buổi biểu diễn đặc biệt này. Nhưng khi nhìn thấy hai nhân vật chính là chàng kỵ sĩ và cô tiểu thư đài các, cùng lời thoại ngọt sớt của ngài bá tước, ta không thể rời mắt khỏi nàng, Mary trở nên ngây ngốc. Thực tế là ngài bá tước đang rất gượng gạo để nói ra những lời thoại lãnh mạn đó, là một người cứng nhắc và lạnh lùng, chắc ngài ấy phải cố gắng lắm. Marie kìm nén cơn tức cười mà cảm thán, lần đầu tiên mình thấy ngài ấy đọc lời thoại lãng mạn đến vậy. Cô cười chảy cả nước mắt và liên tục xin lỗi. Điều đó khiến bá tước đỏ mặt và vô cùng ngại ngùng. Anh không hiểu lý do cô cười là gì nhưng vẫn cố tiếp tục lời thoại, nàng không hiểu ta rồi. Nhờ có nàng mà ta đã thay đổi từng ngày, đó là sự thật, càng ngày ta càng thể hiện nhiều cảm xúc khác nhau hơn. Đây không phải là những cảm giác có thể thể hiện bằng những từ ngữ như ta thích nàng hay ta cảm mến nàng. Mary cảm thấy trái tim mình đang đập rộn ràng, dù đó chỉ là diễn thôi nhưng sao cô cảm thấy lại như không phải vậy? Bà tước tiếp tục, sau khi gói gọn những cảm xúc đó lại, ta đã đi tới kết luận. Anh nhìn cô rồi thẳng thắn nói câu: Ta yêu nàng. Mary mím chặt môi kìm nén cảm xúc của mình. Trái tim cô như có hàng ngàn bông hoa đang nở rộ. Làm sao mình có thể không thích một chàng trai ngọt ngào đến vậy chứ? Mặc dù không cùng tầng lớp xã hội như ngài ấy nằm ngoài sự mong đợi của mình. Liệu mình có được phép yêu người này không? Sẽ thật tuyệt nếu mình có thể ở bên ngài ấy. Nhưng liệu mình có thể đem lại hạnh phúc cho ngài ấy không? Liệu rằng mình sẽ có một tương lai tươi đẹp cùng người đàn ông này cùng với Brielle, dưới tư cách là Mary không? Hôm nay, ngài Bá tước có buổi diễn kiến nhà vua tại Hoàng Cung. Nhìn thấy anh, đức vua liền trở nên niềm nở. Ngài thủ tướng, cuối cùng ngài đã trở lại rồi, Kenchel kính cẩn cúi chào và buông một câu hờ hững, "Là ngài đã yêu cầu vậy ạ?" À? Nhà vua gặng hỏi, "Sau thời gian dài nghỉ phép thì cậu đã sắp xếp lại chuyện trong nhà chưa?" Kenchel chỉ nhàn nhạt, nhạt đáp lại câu vâng dạ rồi đề cập thẳng tới công việc chính, "Đây là văn bản tổng hợp các vấn đề cấp bách." Lão vua chen lời, "Được rồi, nhưng mà, người này là ai?" Anh nhân viên nghe thấy nhắc đến mình liền tỏ ra e sợ, "Cậu ấy tên là Bít Đồ." "Bít Đồ ư? Cậu trai trẻ này tới từ gia đình nào vậy? Ta chưa bao giờ nghe tên cậu ta." Bà Tước đáp, anh ta chỉ là thường dân thôi ạ. À. Anh ấy đảm đương vị trí phó thủ tướng và tiếp quản mọi việc khi tôi đi vắng. Thì ra là vậy, lão vua quay sang hỏi anh nhân viên, là ngươi đã đảm đương tất thảy mọi việc sao? Anh ta cúi gập người đáp, dạ vâng ạ. À. Nhưng việc xem xét cuối cùng vẫn là do ngày bá tước quyết định ạ. À. Lão vua nhàn nhã đáp, ta nghĩ nên ban cho ngươi một phần thưởng nhỉ. Anh nhân viên nghe vậy liền tươi tỉnh trở lại. Lão ta đặt tờ văn bản lên bàn rồi ôn tồn nói, nếu ngài thủ tướng đã thông qua rồi thì chúng ta hãy thực hiện mọi việc như ý ngài ấy đi ken thắc mắc ngài không xem kỹ lại sao nếu tôi làm trò bịp bợm gì trong tài liệu đó thì sao lão vua cười híp mắt vậy thì ta đã nhìn lầm người rồi ken trở nên im lặng về phần thưởng cho bít đồ tôi có thể chọn cho cậu ta được không ạ lão vua liền đồng ý bá tước trực tiếp nói vậy thì tôi muốn ngài trao tước hiệu cho cậu ấy anh nhân viên nghe thấy thế thì thộn mặt và giật nảy mình ngài ngài thủ tướng Nhà vua đánh ánh nhìn sắc lạnh và tỏ vẻ không đồng tình về chuyện đó. Nhưng Kenchel khẳng định rằng mình chỉ muốn cung cấp những gì tốt nhất cho một người tài năng. Anh ta là một người rất đáng tin cậy khi tôi vắng mặt và có thể đảm đương mọi việc rất tốt nữa. Lão vua có vẻ lưỡng lự. Từ thường dân trở thành quý tộc ư? Lão ta biết, quyền lực của hoàng thất vẫn chưa hề ổn định do hệ thống chính quyền trung ương chưa được thành lập. Ngay cả khi bổ nhiệm Kenchel, người con trai thứ hai của một bá tước lên làm thủ tướng, đã có rất nhiều quý tộc không tán thành. Nhưng Kenchel cho rằng điều mà nhà vua cần nhất bây giờ là người tài chứ không phải là một quý tộc, vậy nên anh tin rằng lão vua sẽ chấp nhận lời đề nghị của anh. Bên cạnh đó, trong tương lai khi anh rời chiếc ghế thủ tướng này thì cũng cần một người khác thay thế vị trí đó. Kenchel tiếp tục bày tỏ, thế không ổn sao ạ? Chúng ta có thể thể hiện quyền lực trung ương mạnh mẽ thông qua việc này ạ. Các quý tộc khác sẽ không thể lớn tiếng phản đối nếu địa vị của họ không cao và không được kế thừa. Anh quay sang chỗ anh nhân viên gọi tên biết Đồ anh ta vội vã đáp lại dạ dạ tôi rất lấy làm vinh dự ạ nhà vua thở dài thường thượt ta sẽ nghĩ về điều đó khi chuẩn bị rời hoàng cung biết đầu đã chạy theo bá tước và cảm ơn rồi rít nhìn bóng lưng của anh nhân viên tận tụy đi xa dần ken treo mới yên tâm bước lên xe ngựa người đang chờ anh là người cấp dưới trung thành derek hắn ta mở miệng nói mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ derek gặng hỏi có chuyện gì vừa xảy ra với anh nhân viên của ngài bá tước vậy ạ ken treo đáp hoàng đế nói sẽ suy nghĩ về chuyện trao tước hiệu cho bít đồ nhưng lão ta phải làm vậy thôi mọi người sẽ không bỏ qua một nhân tài như anh ấy đâu derek tiếp tục hỏi chẳng phải bít đồ là người của ngài bá tước sao anh nhàn nhã đáp ngay cả bệ hạ cũng nghĩ ta là người của lão ấy anh ghé qua ô cửa kính và thầm nghĩ việc ta có đứng về phía lão ta hay không sẽ được quyết định sau vụ điều tra này nghĩ rồi anh lại quay sang ra lệnh cho derek sẽ sớm có thông báo tuyển chọn cung nữ mới vào cung của hoàng hậu Ngươi hãy sắp xếp và cử người chuẩn bị đi. Derek gặng hỏi, thực sự thì hoàng hậu có liên quan đến chuyện này sao ạ? Bá tước thẳng thắn đáp, không còn nghi ngờ gì nữa, người trực tiếp được hưởng lợi từ cái chết của cha mẹ ta và anh trai ta là hoàng hậu. Nói tới đây, bá tước tỏ ra đam chiêu, không rõ bọn chúng có nhắm đến Brielle hay không, nhưng kẻ này có thể có hiểm khích với gia tộc Charen và có thể liên quan tới việc cha mẹ ta bị vu oan. Anh quay lại nói với Derek, Ta sẽ đưa cho ngươi danh sách các gia đình bị trục xuất liên quan tới vụ việc của cha mẹ ta. Ngươi hãy tìm xem giờ họ đang ở đâu. Và lại, ngươi hãy chăm sóc thật tốt cho bản thân mình nữa nhé. Derek thầm yên lòng và trả lời một câu vâng dạ. Xe ngựa của họ cứ thế tiếp tục di chuyển dưới trời mưa tuyết trắng xóa. Trở về dinh thự, Marie đã đứng đợi anh từ lúc nào. Cô nóng lòng hỏi Han, ngài về muộn vậy. Kenchel hỏi vặn lại, cô đang đợi ta hả? Marie thoáng giật mình, à, cái đó chả là ngài quản gia muốn nhờ tôi làm một số việc giúp thôi ạ. À. nói xong câu đó, Mary cảm thấy gượng gạo vì đó chỉ là lời nói dối. Kenchel dù biết điều đó nhưng không hề lật tẩy mà chỉ yên lặng và cảm thấy thật hạnh phúc. sự thực là Mary không thể đối diện trực tiếp với ngài bá tước sau buổi múa dối hôm đó. nhưng sẽ thật bất lịch sự nếu cô cứ đảo mắt hoài như vậy. hôm nay chắc ngài đã vất vả lắm phải không ạ? À? Kenchel yên lặng một giây rồi đáp, vẫn như thường ngày thôi. Mary chợt khựng người khi bá tước không hề nhìn vào mắt mình nếu mình không đủ tự tin để làm họ hạnh phúc và cảm thấy như bản thân sắp hủy hoại họ với vai trò là Mary. Vậy thì sẽ ổn thôi nếu mình không can thiệp. Mình đã nói ra tất cả những bí mật của mình, phần còn lại tùy thuộc vào ngài bá tước. Nhưng mà, khi nghĩ tới Brielle, Mary liền níu lấy tay anh. Ngài nói dối. Ken bất ngờ, gì cơ. Mary kêu lên, ngài nói dối, chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra ở cung điện phải không? Trong lòng Marie, cả bá tước và Brielle đều là những người rất quan trọng. Kể cả nếu cô và ngài ấy có không thành một cặp thì cô cũng mong hai người họ có thể sống hạnh phúc. Mãi suy nghĩ, Marie giờ mới ngượng ngùng khi đột ngột nắm lấy tay ngài bá tước như vậy. Cô quay mặt sang chỗ khác, rõ ràng là ngài bá tước cũng đang nói dối. Tôi cũng giống như ngài, nhưng tôi nghĩ chúng ta là một gia đình rồi, vậy nên... Marie yên lặng một giây rồi nói tiếp. Tôi đã kể cho ngài mọi thứ về tôi rồi, Vậy ngài cũng nên chia sẻ cho tôi những khó khăn mà ngài đang gặp phải chứ? Ken treo trầm tư suy ngẫm. Thấy thái độ do dự của anh, Mary liền làm mặt giận dỗi. Nếu ngài không nói thì lần sau có ốm tôi cũng không cho ngài biết đâu. Bà tước ôm chán thở dài. Được rồi, cô có trực giác tốt đấy. Mary mỉm cười hỏi lại lần nữa. Vậy hôm nay ngài thực sự vất vả phải không? Anh đáp lại, cũng có khó khăn một chút. Ha ha, khó thì nói khó, làm sao phải thêm từ một chút chứ? Bà Tước ôn tồn đáp, người gặp khó khăn phải là cô mới đúng, vì cô bị kéo vào chuyện này mà, nhưng cô đã kể lại cho ta rất nhiều chuyện. Mary hơi ngượng ngùng, à vâng, tôi cũng mong ngài có thể kể chuyện của ngài, ít nhất thì chúng ta sẽ chia sẻ với nhau, trừ khi tôi can thiệp vào chuyện đó. Bà Tước giật mình, can thiệp ư? đừng làm vậy, nếu cô không chú ý, sẽ có chuyện lớn hơn sẽ xảy ra đó. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ vài giây, bà Tước liền kể cho cô biết chuyện khiến mình bận tâm, Mary. Có một chuyện ta đã rất cẩn thận không nói ra từ lâu, thật ra. Ta đang nghĩ hoàng hậu và chú của ta là những kẻ đứng sau chuyện này. Marie ngây ngốc một hồi, nếu là nữ hoàng và chú của ngài ấy thì. Đó là họ hàng của Kenchel và không có vai trò nào đáng kể trong nguyên tác. Ban đầu, ngài Ba Tước là người có liên quan tới vụ phá hủy cung điện hoàng gia, nhưng tại sao họ lại nhắm vào Brielle nhỉ? bà Tước vừa đi vừa kể lại, họ là những người được hưởng lợi nhiều nhất từ cái chết của cha mẹ ta, anh trai và chị dâu ta. Mary gặng hỏi: "Tôi có thể hỏi tại sao cha mẹ của ngài lại bị như vậy không?" Bà Tước không ngần ngại kể lại. Họ đã bị buộc tội oan trong một vụ tham nhũng và trước khi những cáo buộc đó sắp bị loại bỏ thì họ bị tai nạn xe ngựa tương tự như anh trai ta. Sau cái chết của người đứng đầu gia tộc Charen là cha ta, một số thẩm quyền của cha mẹ ta được chuyển sang cho nữ hoàng. Mary thầm nghĩ, nói cách khác, đây là một cuộc tranh giành quyền lực. Trong lịch sử đã từng xảy ra rất nhiều cuộc chiến tương tự vậy nên rất dễ hiểu. Người chú của Kenchel làm ra tất cả những chuyện này để tranh giành quyền lực của gia tộc Charen ư? Nếu vậy đức vua có lẽ cũng cùng hội cùng thuyền với họ. Mình lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, nhưng cũng chưa từng bị người thân đe dọa đến tính mạng như thế này. Nếu kẻ làm ra tất cả những chuyện này là người thân của Brielle thì chắc hẳn cậu bé sẽ rất sốc, mình chỉ mong đó không phải là những chuyện họ đã làm. Kenchel bỗng dưng quay người lại, anh đặt tay lên vai Marie và an ủi, "Sẽ không sao đâu, ta nhất định sẽ bảo vệ cô và lũ trẻ." Vì vậy đừng lo lắng quá. Marie mỉm cười đáp lại. Ngài bá tước cũng vậy. Gì cơ? Cô ngoắc tay Ken treo và dạng dỡ nói. Ngài bá tước cũng phải tự bảo vệ mình nhé. Hai má anh đỏ ửng và ngây ngốc. Nhưng rồi anh cũng mỉm cười lại với cô và đồng ý chuyện đó. Sáng hôm sau, Brielle đang nghịch ngợm thứ gì đó trong thư phòng. Cậu bé cầm tờ giấy và chạy tới chỗ Marie. Chị Marie, nhìn này, cô khen ngợi. À, 100 điểm cơ đấy. Cậu bé ngếch đầu lên tự mãn. Chị thấy em giỏi không? Brielle đang dạng dỡ định đòi hỏi thứ gì đó. Thì Marie đã dơ ra bức thư được gửi từ Barry. Có một vài lý do khiến Brielle trở nên say mê việc học chính tả, thứ mà cậu bé ghét làm nhất. Đó chính là đọc được những lá thư từ người anh trai Barry gửi về định kỳ hàng tuần. Dù sao thì đó cũng chính là động lực để cậu bé liên tục học hỏi. Trong căn phòng, tiếng đọc bibo của Brielle vang lên. Ở học viện kiếm thuật, Barry đã sắp kết thúc học kỳ này. Cậu bé rất lo cho cô em gái Ellie và hỏi thăm mọi người ở dinh thự rất nhiều. Đối với Marie, cậu bé cũng hết mực hỏi thăm chuyện ăn uống và nghỉ ngơi của cô. Đối với Brielle thì chỉ có ba việc là ăn, chơi và học hành. Và có lẽ cả ba người đều đang đọc bức thư này của cậu ấy ở sân tập của Học viện Kiếm Thuật. Có một cái cây lớn và nơi đó Barry hay tới dành thời gian để viết thư. Cậu cũng hỏi thăm về ngài bá tước và bày tỏ lòng biết ơn đối với ngài ấy mối quan hệ với cậu bạn thân Killer cũng rất tốt. Và Barry sẽ trở về dinh thự sau một học kỳ nữa để kết thúc năm học. Tất nhiên, cậu cũng rất nhớ gia đình của mình và luôn mong ngóng được gặp lại họ. Một buổi sáng mùa xuân, ngài bá tước đang đi lại ở dưới sân vườn. Thì ra ngài ấy tới gọi Ellie và Brielle, bởi có một người mà ngài ấy muốn giới thiệu với lũ trẻ. Tại một góc hoa viên, Brielle đang tỏ ra rất sợ hãi trước một Derek mặt mày đầy sẹo với ánh mắt lạnh lùng. Thấy hai đứa trẻ có vẻ rụt rè, Mary rất không mong ngày Bá Tước giới thiệu tên cận vệ đó với chúng. Kenchel cúi người an ủi cậu bé. Đây là người mà ta rất tin tưởng nên đừng sợ. Quan trọng hơn là anh ấy sẽ bảo vệ cháu thay cho ta và Taylor. Brielle run rẩy hỏi: Chú có chuyện gì vậy ạ? À? Có phải chú đang gặp rắc rối gì không? Bá Tước giật mình trước sự nhạy cảm của cậu bé. Mary thấy anh có vẻ bối rối thì nói đỡ: Không phải như vậy đâu cậu chủ nhỏ. Khi gia đình quý tộc xuất hiện người thừa kế thì họ sẽ có biện pháp để bảo vệ người ấy cậu cũng đủ tuổi để đảm nhận việc này rồi ạ. À. Tôi nói có đúng không?" Bá Tước đứng dậy đáp, "À, phải. Anh trấn an cậu bé, đừng quá lo lắng cho chú nhé Brielle. không có vấn đề gì to tát đâu." Brielle phụng phịu, "Thật không? Nếu chú nói dối thì cháu sẽ không tha thứ cho chú đâu." Bá Tước đáp, "Phải, ta không nói gì ngoài sự thật cả." Đột nhiên Derek đi tới và quỳ gối trước mặt Briel. "Tên tôi là Derek, rất vui khi được gặp ngài ạ, à, thưa thiếu chủ." Brielle lẩm bẩm thiếu chủ ư. bà Tước giải thích, phải rồi, giờ cháu là người kế nhiệm ta nên Derek sẽ gọi cháu như vậy. Mary trêu chọc, ồ, nếu vậy thì tôi cũng nên gọi cậu là thiếu chủ mới phải. Brielle tỏ ra tức tối, cậu không muốn Mary đáng mến của cậu gọi cậu như vậy. Bỗng cô để ý tới Derek. Mary nhẹ nhàng cất giọng, rất mong ngài hãy chăm sóc cho cậu chủ nhỏ ạ. À. Anh ta chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Ellie và Brielle nhìn anh ta như một sinh vật lạ đến cái bàn tay to như khủng long ấy cũng làm cậu bé rất tò mò. Derek là người sẽ luôn kề cận đồng hành cùng ngài bá tước cho đến hết câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết. Trong anh ta có vẻ rất đáng sợ khi lần đầu gặp mặt, nhưng lại là một người đồng minh đáng giá. Marie, tiếng gọi của ngài bá tước làm cô xoay người lại. Ta cần nói chuyện với cô, đi theo ta nào. Tại thư phòng, Kenchel đã cho Marie xem một hòm thư. Anh nói Derek đã điều tra một vài vụ việc và anh đã tới thăm gia đình nhà mẹ đẻ của Brielle. Cô nhớ ra đã từng gặp mặt ông ngoại của cậu bé ở buổi sinh nhật 2 tuổi của cậu. Vì vậy cô đã có đôi lời hỏi thăm về sức khỏe của họ. Quay lại chủ đề chính, đây là những bức thư cuối cùng mà mẹ Brielle gửi đi, có lẽ sẽ cho họ biết chứng cứ gì đó. Ta muốn chúng ta cùng đọc nó, vì ta đã hứa sẽ cùng chia sẻ khó khăn với cô. Ta cũng không đủ can đảm để mở nó ra. Ngài không phiền nếu tôi đọc chúng chứ, bà tước đáp, ta không phiền đâu, dù sao cô cũng là người đã nuôi lớn Brielle. Có lẽ mẹ của thằng bé cũng muốn cô đọc những bức thư này. Cả hai người cùng mở thư và cùng ngồi đọc từng cái một. Ban đầu là những lá thư từ lúc mới sinh Brielle, họ bày tỏ lòng biết ơn tới những người là cha mẹ của họ. Sau đó là lá thư quyết định đặt tên con là Brielle. Tiếp đó là những bức thư khi Brielle mở mắt, lớn lên mạnh khỏe và cả những món quà mà họ muốn tặng cho con mình. Những điều mà họ muốn khi Brielle lớn lên. Đọc tới đây, nước mắt của Marie đã rơi lã trã. Cô rất lo lắng khi bản thân không đủ tốt với cậu chủ nhỏ của mình. Bà Tước đến bên an ủi. Không ai có thể chăm sóc cho Brielle tốt hơn cô đâu. Anh đỏ mặt bày tỏ, nếu có bất kỳ sự thiếu sót nào thì đó là từ ta. Marie đáp lại, ngay cả ngày bá Tước vẫn chưa sẵn sàng cho việc chăm sóc một đứa trẻ mà, nhưng ngài đã làm rất tốt rồi ạ. À. Kenchel nghe cô nói vậy liền đỏ mặt. Trong hộp còn một bức thư cuối cùng do chị dâu của anh viết. Marie vừa mở bức thư vừa thầm nghĩ trông nó còn mới và như chưa bóc ra lần nào, chẳng lẽ vì đây là lá thư cuối cùng. Khi mở thư ra, dường như nó cũng chỉ nói về quá trình trưởng thành của Brielle. Nhưng Marie chợt nhận ra có gì đó khác lạ. Đợi một chút, lá thư này viết về ngoại hình của cậu chủ nhỏ. Nhưng lại miêu tả rất khác so với thực tế. Cậu chủ có một nốt ruồi lớn ở chân trái từ khi còn bé. Tôi nhớ nó là vì hình dạng của nốt ruồi này rất độc đáo. Nhưng trong bức thư này lại nói nó ở bên phải. Liệu có nhầm lẫn gì không nhỉ? Bà Tước trầm ngâm suy đoán, cũng có thể lá thư này là giả. Tối đó, Mary nằm trên giường mà trằn chọc. Ngài bà Tước đã nói sẽ tìm hiểu rõ chuyện này sau khi cô phát hiện ra chi tiết ấy. Ellie thấy cô đam chiêu thì liền nhổm dậy hỏi han. Mary chỉ cười trừ và nói không có chuyện gì. Cô bé sáng mắt lên và nói sang chuyện khác. Chị à, em muốn được đi ra ngoài. Bạn của em sẽ tới một nơi xa thủ đô. Cậu ấy muốn nói lời tạm biệt trước khi đi. Mary hơi mủi lòng, dù là vấn đề an toàn nhưng cô bé đã bị nhốt trong dinh thự khá lâu rồi. Bạn bè cũng có gửi thư qua lại nhưng chắc chắn cô bé muốn được ra ngoài chơi. Mary thở dài. Chuyện này em có thể xin phép ngài Bá tước. Ellie liền dạng dỡ. Thật không ạ? Cô nhìn em gái của mình rồi ngỏ lời. Ellie, em không tò mò vì sao chúng ta không được đi ra ngoài sao? Ellie trả lời. Chắc có ai đó đang nhắm vào gia đình chúng ta phải không ạ? Ban đầu em nghĩ thủ phạm đã bị bắt nhưng vì chúng ta vẫn ở trong dinh thự nên em đoán bọn họ còn có nhiều người hơn thế. Marie buồn bã khi nghe những lời con bé nói, cô nắm lấy bàn tay của Ellie, rồi ôm cô bé vào lòng thủ thỉ. Có vẻ như anh trai của em nghĩ em còn quá nhỏ. Nhưng em không cần cố gắng để trưởng thành sớm đâu, hiểu chưa? Ellie vui vẻ gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau, Marie đã thưa với ngài bá tước chuyện Ellie muốn ra ngoài dinh thự. Kenchel cũng đoán con bé muốn đến trường và vui chơi ở bên ngoài, Họ đã tự thu mình ở trong dinh thự gần một năm nay rồi. Mary tiếp tục kể, dù vậy nhưng con bé vẫn hiểu việc đi ra ngoài lúc này không an toàn chút nào. Tuy nhiên ngài bá tước đáp sẽ cho Derek hộ tống cô bé. Marie ngạc nhiên, anh ta sẽ đồng hành cùng Elisao. sao? Phải, công việc của Derek đã hoàn thành nên ta đã giao nhiệm vụ hộ tống cho anh ta. Sau tất cả mọi chuyện thì ngài ấy có thể làm việc đó tốt hơn bất cứ ai và là một người đáng tin cậy. Mary thầm nghĩ về Derek. Dù sao anh ta cũng đã luôn kề cận bên ngài Bá Tước, có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi nếu có ngài ấy. Cô vui vẻ đáp lại anh, "Tôi sẽ nói chuyện này với Ellie, cảm ơn ngài Bá Tước ạ." Anh dịu dàng đáp lại nụ cười ấy của cô. "Nếu cô cảm thấy chán trường thì lúc nào xong việc, ta sẽ đi cưỡi ngựa cùng cô." Mary đáp, "Chúng ta sẽ làm việc đó khi tên thủ phạm bị bắt ạ." Nhắc tới thủ phạm, Mary lại chợt nhớ đến những bức thư liền gặng hỏi anh về chúng. Khi bức thư cuối cùng được gửi đến thì vụ tai nạn đã xảy ra. Một người hầu đã biến mất khỏi nhà mẹ của Brielle Vậy người hầu đó đã thay đổi lá thư ư Ta không chắc chắn Nhưng khả năng cao là vậy Ta đang tìm người giúp đỡ chuyện này Marie khi nghe vậy thì tỏ ra nghiêm nghị Bà tước biết Anh chỉ đang khiến cho cô lo lắng hơn mà thôi Nhớ lại tối hôm đó khi cô bày tỏ Muốn được chia sẻ những khó khăn của anh Bà tước thầm nhủ Ta chỉ thầm mong Nếu có gặp bất chắc gì thì em sẽ là người thay ta chăm sóc cho Brielle Hơn ai hết Ta là người muốn em biết mọi chuyện đang xảy ra với ta. Tại khu chợ đông người, Ellie đang cảm thấy rất ngượng khi đứng cạnh anh vệ sĩ mặt lạnh tanh này. Cứ gọi ta là Derek, người cận vệ lạnh lùng cất tiếng, Ellie thấy thế liền hỏi. Ngài Derek, ngài có thể làm gì đó với bộ đồ màu đen ấy không? Bộ đồ sao? Dạ vâng ạ, nó quá nổi bật, mọi người dân trong làng đều đang thấy sợ ngài đấy ạ. Derek lắp bắp đồng tình. Cô bé liền dạng dỡ kêu lên. Khi nãy cháu thấy có một cửa hàng quần áo rất tuyệt đấy ạ Tại cửa hàng quần áo, Ellie đưa anh vệ sĩ thử hết bộ này tới bộ khác. Cô bé thầm nhủ mình đúng là có con mắt nhìn người. Sao giờ ngài ấy mới mặc những bộ đồ thế này nhỉ? Mấy cô nhân viên bên cạnh nhìn Derek không khỏi trầm trồ tán dương. Điều đó khiến anh ta có chút gượng gạo. Có lẽ Derek không quen với kiểu ăn mặc gây sự chú ý như vậy. Khi đi tới quảng trường, Ellie reo lên: A, à, bọn cháu hẹn gặp nhau ở đài phun nước ạ. À. Sắp đến giờ hẹn nhưng cậu ấy có vẻ chưa đến, ở ngay bên cạnh, Derek dường như đã phát hiện ra mối nguy nào đó. Anh lạnh giọng đáp, "Ta nghĩ hôm nay chúng ta không thể gặp bạn của cháu được rồi." Nói rồi Derek lao vụt lên. Ở đằng sau, Ellie cảm thấy vô cùng sợ hãi, Derek tiếp tục nói, "Ta không nghĩ là sẽ có nhiều người tập hợp ở đây tới vậy." Ellie đang bị phục kích ư? Liệu có ai đó đang nhắm vào Mary thông qua Ellie hay không? Các bạn hãy đón xem phần tiếp theo nhé.